Năm học mới 2015-2016 đã cận kề. Với trường mầm non Sơn Ca ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, thì niềm vui lại được nhân đôi trong lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Vì năm học này, nhà trường đã vinh dự đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường mầm non Sơn Ca đang tập trung công tác dọn vệ sinh trường, lớp, trang trí khánh tiết để phục vụ cho lễ khai giảng năm học mới diễn ra trang trọng, tiết kiệm và ý nghĩa. Vài ngày nữa là tới lễ khai giảng năm học 2015-2016, cô và trò của trường mầm non Sơn Ca thì cũng đang trong cái không khí rất là phấn khởi và đang khẩn trương để hoàn thành các cái nhiệm vụ của mình. Nhà trường cũng rất là vinh dự là vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới, vừa đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Thì cái này là một niềm vui được nhân lên, gọi là niềm vui nhân đôi của nhà trường trong năm học mới. Và năm nay thì nhà trường cũng vừa được nhà nước mình quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất. Và năm nay nhà trường cũng là khai giảng, cũng sẽ khai trương luôn với phòng học là phòng học thông minh. Đây cũng là một cái niềm vui rất là phấn khởi của cô và trò của trường mầm non Sơn Ca. Còn tại các trường như Tiểu học Kim Đồng và Trung học Cơ sở Nguyễn Du, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, các công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đều được các nhà trường chuẩn bị khá chu đáo. Đến giờ phút này, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của các nhà trường đều rất vui mừng, phấn khởi. Trong năm học 2015-2016 này, tại ngôi trường Nguyễn Du, thì con rất vinh dự và tự hào vì ngôi trường đã được đón nhận huân chương lao động hạng 3. Nên là trong học mập mới con sẽ cố gắng tích cực tham gia các hoạt động của trường, ca hát và cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô cha mẹ. Năm học mới 2015-2016, thị xã Đông Triều có 79 trường với khoảng 29.000 học sinh ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo các trường trong địa bàn tu sửa các phòng học, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đầu tư xây mới và tu sửa một số hạng mục công trình ở 6 trường, chuẩn bị đủ về số lượng đội ngũ và đồng đều về chất lượng. Tính đến nay, toàn thị xã có 68 trên 79 trường đạt chuẩn quốc gia, có tổng số 2.295 cán bộ, giáo viên và nhân viên thì có 100% giáo viên đạt chuẩn và 70% đạt trên chuẩn. Thực hiện chỉ thị 12 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là của Ủy ban Nhân dân thị xã, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho tất cả các trường trên địa bàn là rà soát lại cơ sở vật chất, đặc biệt là phải tổng dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo làm sao mà tất cả các nhà trường có phòng học và các trang thiết bị học tập đầy đủ để sẵn sàng cho năm học mới. Thế và đối với năm học này thì lễ khai giảng cũng có những cái rất là đổi mới, tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang trọng nhưng tiết kiệm. Thế và chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các nhà trường là không tổ chức tập dượt khai giảng dài ngày để ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian của học sinh cũng như là của toàn thể giáo viên, và đồng loạt sẽ tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 5 tháng 9 sẽ là ngày lễ khai giảng và ngày hội toàn dân đến trường. Và có thể khẳng định là đến giờ phút này thì chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới. Với tinh thần chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, có thể nói khí thế năm học mới 2015-2016 trên địa bàn thị xã đã thực sự sôi nổi. Qua đó, tạo tiền đề mới để ngành giáo dục thị xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học.